Xin chào các bạn, lại được gặp các bạn trên kênh YouTube của mình. Như video trước, mình đã quay cho các bạn xem tuyến đường vành đai 3 từ bên phía Bến Lức Long An tới Củ Chi. Thì video này mình sẽ lại tiếp tục quay cho các bạn phần tiếp theo của đường vành đai 3 từ bên phía Củ Chi cho tới đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho video trước của mình. Quý vị và các bạn thân mến, mình dự kiến là sẽ quay toàn tuyến đường vành đai 3 trong 2 video. Nhưng mà khi tới bên phía cầu Nhân Trạch thì mình thật không ngờ là bên Nhân Trạch đã giải tỏa được mặt bằng khá nhiều, nên thành thử ra là mình là phải quay thêm cái phần ở bên đó. Thì trước khi mình quay thì mình cũng chỉ dự tính là sang tới cầu Nhân Trạch thì là sẽ ngừng lại, tại vì từ phần đó trở đi cho tới cao tốc Bến Lức Long Thành thì chưa có giải tỏa, nhưng mà mình đã phải quay thêm bởi vì bên đó vừa phần đã giải tỏa xong, vừa phần bên nhà thầu cũng đã thi công. Thì mình xin được chia cái tuyến đường vành đai 3 này ra làm 3 phần, tạm gọi là phần thứ hai đi các bạn. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem từ bên phía Củ Chi sang tới đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hình ảnh trước mặt các bạn là nhìn ra phía đường tỉnh lộ 15. Mình sẽ quay lại một chút để cho các bạn kịp hiểu. Từ video trước mình đã kết thúc ở cái phần đường này. Đây là đường Võ Văn Bích thuộc ấp Bình Mỹ. Xin lỗi, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Đây là ngay cái chỗ nơi giao nhau giữa đường vành đai 3 với lại đường Võ Văn Bích. Ngay góc này thì đường vành đai 3 đi ngang qua một cái dự án khu dân cư, mà mình thấy ở đây nó có hai cái ngôi biệt thự này làm rất là khang trang, tọa lạc ngay mặt tiền đường Võ Văn Bích nhưng mà lại không có người ở, để hoang, để xuống cấp rất là trầm trọng. Bắt đầu xin mời các bạn đi từ đường Võ Văn Bích cho tới thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương qua sông Sài Gòn. Trên sông Sài Gòn nó sẽ có một cây cầu gọi là cầu Bình Gửi. Theo như mình xem trên Google thì cái lạch đầu tiên mà đường vành đai 3 đi qua là tên là rạch rau cu. Không biết nó có chính xác không các bạn. Thì nhờ các bạn bình luận cho cái nội dung của mình nó được hoàn hảo nha các bạn. Thì như ở video trước thì mình cũng xin các bạn là mình cập nhật tìm hiểu cũng khá là nhiều, nhưng vẫn không thể nào mà chính xác được hết. Thì có những cái phần nào mình biết thì mình cũng chia sẻ, còn phần nào không biết thì mình hỏi các bạn. Thì nhờ các bạn bình luận ở phía dưới cho toàn thể cộng đồng những người xem kênh YouTube của mình được rõ hơn. Hoàn toàn từ bên phía Long An sang tới đây thì hầu hết mình cũng đã chia sẻ với lại các bạn là đường vành đai 3 đi vào những cái cánh đồng hoặc là những cái cánh rừng ở bên phía Long An, hoặc là những cái khu vực mà không có dân cư. Như hình ảnh bên này thì các bạn cũng thấy nó cũng không khác gì là đường vành đai 3 đi vào những cái vùng đồng lúa, khu vực ít dân cư. Đây là chủ trương của bên chủ đầu tư nhằm mục đích là giảm bớt kinh phí khi phải đền bù cho những cái vị trí mà đường vành đai 3 đi ngang qua khu vực dân cư. Và tiếp tục tới trước mặt các bạn, đây là cái rạch cây xanh. Và cũng có người cho cái tên của nó là rạch
thầy thuốc. Mình quay cho các bạn coi một góc quay, một góc cái rạch cây xanh của bên Bình Mỹ Củ Chi, để chuẩn bị đi sang tới cái cây cầu Bình Gửi. Những cái vị trí mà đường cắt ngang qua những cái con đường hoặc là những cái con kênh, con rạch, thì ở hai bên phía hầu hết là nhà thầu đang tập trung thi công những cái vị trí đó trước. Còn những cái vị trí như thế này hoặc là đi ngang những cái cánh đồng thì mình thấy chưa có làm được nhiều. Có lẽ là những vị trí nào khó thì nhà thầu sẽ làm trước. Và ở đây nó cũng có một cái rạch nữa mà cũng mình cũng không biết tên nó là cái rạch gì, mặc dù cũng có tra ở trên map nhưng mà không có tên các bạn. Lại xin các bạn biết tên của cái rạch này thì bình luận ở phía dưới cho mình cũng như là người xem kênh được biết. Ở cái phần mà nước nhiều đây này, mình thấy là ở dưới họ đang trải bạt để thi công cái phần lòng đường ở phía dưới đấy các bạn. Ở trên này, ở bên này thì có lẽ là lâu rồi chưa có làm tới nên cỏ đã mọc xanh rì rồi. Đó, phía xa xa các bạn có cái đường cắt ngang, đây là cái đường Hà Duy Phiên nha các bạn. Và bắt đầu từ đây cũng là những cái chân trụ của cây cầu Bình Gửi bắc qua đường Hà Duy Phiên để đi sang bên phía sông Sài Gòn qua bên thành phố Thuận An. Tại cái thời điểm mình đi vào buổi trưa thì mình thấy là cái lượng xe lưu thông ở đây cũng khá đông. Thì cái hướng này thì sẽ lưu thông sang bên trái để đi ra cầu Phú Cường và đi về bên phía Bình Dương. Đây tất cả rất nhiều những cái trụ đỡ chữ T của cây cầu Bình Gửi đã được nhà thầu thi công. Đây là sông Sài Gòn các bạn. Bên phía trước mặt các bạn đang coi, đây là thuộc xã Bình Mỹ, còn bên kia thì thuộc thành phố Thuận An, cắt nhau một con sông. Bên này là Củ Chi và bên kia là Bình Dương. Và đây, hình ảnh các bạn đang xem thì cây cầu Bình Gửi đang được nhà thầu thi công. Những cái trụ móng ở phía dưới sông thì theo thiết kế của cầu Bình Gửi thì sẽ có một nhịp chính là đúc hẳng cân bằng và hình như là hai nhịp còn lại là gác dầm Super T. Thì sang bên phía thành phố Thuận An của Bình Dương thì mình thấy đã có nhiều cái ngôi nhà cao tầng. Đây là sông Sài Gòn, nhìn về phía này là cũng đi về phía thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Và cái hướng mình đang quay cho các bạn xem như thế này là mình đang ở bên phía thành phố Thuận An để nhìn về bên phía Bình Mỹ. Các bạn thân mến, đây cũng là một cái vị trí mà mình đã mất khá
khá là nhiều thời gian thì mới tìm ra ở bên phía thành phố Thuận An. Thì ở đây thì các bạn cũng đã thấy mình quay cho các bạn xem hình ảnh khu vực này là hoàn toàn là những cái vườn cây ăn trái Thuận An. Có rất nhiều những cái cây măng cụt. Và lại cái vị trí này nó nằm ở một cái khu vực khá là vắng vẻ, mình đã phải hỏi rất nhiều người thì mới tìm ra được cái vị trí như thế này. Ở bên đây thì họ cũng đang đúc những cái trụ đỡ của cái cầu đấy các bạn. Sang bên thành phố Thuận An của Bình Dương rồi các bạn. Đó, bên này thì các bạn thấy đây là những cái vườn cây ăn trái của bà con bên phía thành phố Thuận An, Bạt Ngàn luôn. Thì tại cái vị trí này thì phần giải tỏa mặt bằng vẫn chưa được thông thoáng nha các bạn, nó lác đác. Chỗ này chưa giải tỏa, nhưng mà phía trước mặt các bạn đây thì đã giải tỏa được một đoạn ngắn. Đó các bạn thấy không, hoàn toàn là những cái rừng cây rậm rạp, hoàn toàn là những cái vườn cây ăn trái, rất là ít người ở, nên tìm được ra cái vị trí này cũng cả là một vấn đề. Thì đi sang bên phía thành phố Thuận An, bên phải của các bạn sẽ là đường Hồ Văn Mên. Và bên trái của các bạn cũng có một cái lạch, mà thật ra thì mình cũng tra bản đồ rồi mà không biết cái lạch tên là cái gì. Cái lạch đấy nó bắt đầu từ phía đường Đại lộ Bình Dương, đi ngoằn ngoèo ra tới sông Sài Gòn. Tới đây thì vị trí này chưa được giải tỏa nha các bạn. Ở đây thì đã hết cái phần giải tỏa, thì mình chỉ còn cách là bắt đầu bay lên cao để quay phía xa xem là ở góc xa đấy nó có đã giải tỏa được phần nào hay chưa. Thì đi ngang sang bên phía thành phố Thuận An, song song với lại đường Hồ Văn Mên. Đường Hồ Văn Mên bắt đầu từ đường Đại lộ Bình Dương hay là đường quốc lộ 13. Khoảng 5 km đi từ quốc lộ 13 theo đường Hồ Văn Mên thì sẽ tới được một cái bến phà gọi là phà An Sơn. Đây, phía này là nhìn ra hướng Đại lộ Bình Dương. Đây này, đây là cái vị trí mà có một cái lạch nhỏ bắt đầu từ qua cả quốc lộ 13. Và đúng rồi, chính xác là qua cả quốc lộ 13, bắt đầu từ qua cả đường Nguyễn Thị Minh Khai xuống tới tận sông Sài Gòn. Đây là cái đường vành đai 3, nó sẽ nằm giữa cái lạch này và đường Hồ Văn Mên. Thì bên phía này thì ngay từ cái phần Đại lộ Bình Dương mới đang giải tỏa. Đây là hình ảnh các bạn đang xem từ Đại lộ Bình Dương hay là quốc lộ 13 cũ đây các bạn. Đây, ở đây sẽ có một cái cầu vượt qua đường Đại lộ Bình Dương này. Các bạn ở khu vực thuộc địa phương này, nếu mà biết cái rạch này tên gì thì bình luận cho mình được biết nhé. Đây là hướng đi ra thành phố Hồ Chí Minh này các bạn, đi về phía Bình Triệu. Còn hướng ngược lại chắc chắn là đi về phía thành phố Thủ Dầu Một. Bắt đầu từ đây, ở bên trái các bạn nó có một cái lạch đó, bắt đầu từ cái lạch này đi ra tới tận sông Sài Gòn. Ở phía cuối thì nó
ngoèo. Ở đây thì càng ngày nó càng nhỏ lại. Bây giờ mình đang di chuyển từ đường Đại lộ Bình Dương sang đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì đi qua Bình Dương, đường Vành Đai 3, đi qua ba địa danh, đó là thành phố Dĩ An, Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An là mình vừa đi qua rồi đấy. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai của thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương các bạn. Tại cái vị trí này, mình đứng ở đây thì mình search ở trên Google Maps ra cái đường Mỹ Phước Tân Vạn. Thì Google báo là mình đi hết 1 tiếng 15 phút. Mình đánh đo phân vân mãi, tới đây thì cũng đã chiều rồi. Nhưng cuối cùng thì mình quyết định đi thẳng vào cái đường nó đang làm như thế này. Và quả thật không có sai lầm. Thì ở đây nó tới đường Mỹ Phước Tân Vạn, tính ra nó khoảng gần 3 km. Mà mình mà đi đường vòng vòng theo Google Maps chỉ được tới cái vị trí của đường Vành Đai 3 giao với lại Mỹ Phước Tân Vạn thì lên tới 1 tiếng 15 phút. Phải nói là mình tới được cái vị trí này rất là mừng, đỡ được bao nhiêu thời gian trong khi trời đang về chiều. Đây là một cái đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai để nối vào đường Mỹ Phước Tân Vạn đấy các bạn. Ở đây thì nhà thầu đang thi công tất cả những cái hệ thống thoát nước. Ở đây có một cái cống ngầm rất là sâu. Phải nói là mình tiết kiệm được khá là nhiều thời gian khi đi thẳng vào cái khu vực đang thi công của đường Vành Đai 3. Thì đứng ở bên phía đường Nguyễn Thị Minh Khai, khi nhìn vào bên trong này thì nó bị vướng một cái gò cao, không thấy được một cái gì. Mà mình cũng đánh liều đi đại. Và trước mặt các bạn đây là đường Mỹ Phước Tân Vạn. Hướng bên trái sẽ là đi ra đường DT743 và hướng này đương nhiên chắc chắn là đi về phía xa lộ Hà Nội và đi qua bên phía cầu Đồng Nai. Tại vị trí này thì đây là một đại công trường của nút giao giữa đường Vành Đai 3 và đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ở đây nó có cái tên là nút giao Bình Chuẩn đây các bạn. Nút giao thứ 3 từ bên phía Long An. Đây là vị trí cái hình vòng cung của cái chân trụ đang đúc để làm những cái đường hướng để đi kết nối vào khu vực nút giao của Bình Chuẩn. Một cái khu vực rất là rộng lớn. Các bạn thân mến, mình thật ra thì mình cũng rất là muốn cái up cái hình phối cảnh vào cái chỗ vị trí này để các bạn coi dễ hình dung ra, nhưng mà vì chính sách của YouTube không có cho nên mình đành phải để các bạn vừa coi vừa hình dung ra sau này. Nút giao Bình Chuẩn. Đây là hướng nhìn trở lại phía đường Nguyễn Thị Minh Khai và sang bên phía quốc lộ 13 để trở lại thành phố Thuận An của Bình Dương đây các bạn. Mình
quay một vòng cho các bạn xem cái nút giao Bình Chuẩn. Hướng này là đi về phía Đồng Nai đây các bạn, ở phía cầu Đồng Nai. Hình ảnh các bạn đang xem, mình đã qua bên phía thành phố Thủ Đức các bạn. Thì hiện tại mình không có quay cái phần đường Mỹ Phước Tân Vạn, bởi vì cái đó là phần đường đã hiện hữu hơn 15 km của bên phía Bình Dương. Thì hình ảnh mình quay cho các bạn coi ở đây thì nó đang là phía cái đường Nguyễn Xiển các bạn, nơi mà đường Vành Đai 3 sẽ cắt ngang gần sát với lại xa lộ Hà Nội. Xuống dưới phía chân cầu Đồng Nai một tí thì nó sẽ có một cái lối rẽ sang đường Mỹ Phước Tân Vạn. Thì đây là cái phần kết nối của đường Vành Đai 3 để đi sang bên phía Mỹ Phước Tân Vạn. Như các bạn đang xem những hình ảnh này thì ở bên phía đường Nguyễn Xiển này thì chưa được giải tỏa nhiều lắm các bạn. Nó chỉ mới lác đác được một vài cái ngôi nhà. Tại vị trí này thì Vành Đai 3 đi ngang qua cái cảng Long Bình đấy các bạn. Các bạn cũng có thể thấy là hai bên là những cái thùng container. Sang bên phía thành phố Thủ Đức để đi về bên Nhân Trạch thì đường Vành Đai 3 nó uốn quanh theo trục đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh và đường Tam Đa. Trước mặt các bạn đây là cái rạch Đồng Tròn. Và phía xa xa các bạn nó có thể thấy là được cái nóc của chùa Bửu Long. Rạch Đồng Tròn đấy các bạn, có chính xác không các bạn ơi? Thì ở bên phía phải của mình thì sẽ đi ra theo cái rạch Đồng Tròn là sẽ đi ra đường Nguyễn Xiển đấy. Và ở đấy nó có một cây cầu là cầu Đồng Tròn.
Mình đang di chuyển từ hướng Tân Vạn để đi về bên phía đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và đi sang bên cây cầu Nhân Trạch thì bên phía phải các bạn luôn luôn là đường Nguyễn Xiển. Thì đi tới gần phía cuối của đoạn đường này, khi mà gần kết nối vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì đi qua đường Nguyễn Duy Trinh, đây là chùa Bửu Long, có cái ngọn tháp rất là độc đáo. Bên phải các bạn, trước mặt các bạn đây là đường Nguyễn Xiển, và bên trái là sông Đồng Nai. Thì tại vị trí này thì đường Vành Đai 3 cắt ngang đường Nguyễn Xiển, đi vào cái vị trí mà không có nhà dân ở, vị trí của những cái vườn cây. Ở bên phía phải các bạn đây nó có một cái khu nhà kho cũ rồi các bạn. Cái đường Vành Đai 3 này đi cắt ngang trước mặt, và ở cái vị trí này thì nó lại cắt ngược trở lại sang bên trái của đường Nguyễn Xiển. Đây mình zoom xa ra cho các bạn thấy trước mặt những tòa nhà cao tầng, đó là Vinhome Grand Park. Góc này là phía quay lại hướng cũ từ đường Vành Đai 3 cắt cho đường Nguyễn Xiển bên phía trái này các bạn. Và đây là khu dân cư Phước Thiện. Ngay ở phía dưới cái góc quay của mình là đường Phước Thiện cắt ngang qua cái đường Vành Đai 3 này đây các bạn. Rất tiếc là ở góc quay này thì mình không có quay rõ được cái đường Phước Thiện, và từ đây là đường Vành Đai 3 cắt ngang qua dự án Vinhome Grand Park. Phải nói là chủ đầu tư của Vinhome Grand Park có một cái tầm nhìn rất là xa, đã chừa ra cái quỹ đất này để dành cho đường Vành Đai 3 đi ngang, xuyên ngang qua rất nhiều cái chung cư cao tầng. Và ở cái góc quay này thì đường Vành Đai 3 nhìn rất là đẹp. Lại tiếp tục có một loạt hàng trụ đỡ của cầu vượt, vượt qua một cái đường thuộc nội khu của Vinhome Grand Park. Thì từ bên phía đường Phước Thiện qua bên phía này thì nó còn một cái đường cũng thuộc nội khu của Vinhome Grand Park.
Bây giờ mời các bạn cùng di chuyển về hướng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và tiếp theo thì đường vành đai 3 lại đi ngang qua một cái rạch gọi là rạch Gò Công. Đây là rạch Gò Công đây các bạn. Nếu mà quay theo hướng bên phải theo cái rạch Gò Công này thì ra bên phía đường Nguyễn Xiển cũng có một cây cầu Gò Công nằm trên đường Nguyễn Xiển. Tiếp tục lại tới một cái rạch nữa gọi là rạch Trao Chảo. Thì ở vị trí này thì nhà thầu cũng đã đang đúc những cái trụ gác dầm Superti đây các bạn. Và mình quay cho các bạn coi, đây là hướng nhìn ra đường Nguyễn Xiển và cây cầu này là cây cầu Trao Chảo. Vừa rồi là rạch Gò Công, một cái tên nghe rất là miền Tây. Rồi tiếp theo là rạch Trao Chảo, một cái tên cũng khá là khó đọc. Hai dãy trụ đỡ các bạn, mình thấy như hình ảnh các bạn cũng xem này. Đường Nguyễn Xiển đây các bạn. Tại cái khu vực này thì vẫn còn nhiều vị trí vẫn chưa được giải tỏa. Dự án Vinhome Grand Park trước mặt các bạn thì rất là tiếc, ở cái vị trí này thì mình không có lưu được cái đường vành đai 3 cắt ngang qua đường Nguyễn Duy Trinh và đường Tam Đa. Rất xin lỗi các bạn, hy vọng là tour sau thì mình sẽ quay rõ cho các bạn xem cái phần mà đường vành đai 3 cắt đường Nguyễn Duy Trinh và đường Tam Đa. Thì sang tới cái vị trí này thì vành đai 3 đi ngang qua một cái khu dự án Santana Trường Lưu. Bên phải các bạn là khu dự án dân cư Santana Trường Lưu đây các bạn. Và ở đây nó cũng có một cái con lạch nữa đi ngang qua cái khu Santana Trường Lưu. Tại cái khu vực này thì đường vành đai 3 qua một cái đầm lầy, rất nhiều cái khu vực vùng trũng,
Chỉ riêng cái khu dự án Santana Trường Lưu thì là đất liền. Còn ở đây các bạn coi xem là bên trái các bạn là khu vực đầm lầy, và trước mặt các bạn là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đây các bạn. Bên xa kia là sông Đồng Nai, và bên đấy cũng là có cây cầu Nhân Trạch, một trong cây cầu lớn nhất của tuyến đường vành đai 3 đang thi công. Đây là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và ở đây cũng có một cái nút giao rất là phức tạp. Và tới đây mình cũng xin được kết thúc cái video này trong cái hành trình đi từ bên phía Củ Chi sang bên phía vị trí này là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và từ bên phía đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì sẽ sang bên sông Đồng Nai và qua bên khu vực Nhân Trạch. Thì mình sẽ quay video tiếp theo cho các bạn theo dõi. Hy vọng là sau những giây phút theo dõi cái video từ bên phía Củ Chi sang tới đây thì các bạn cũng hiểu được phần nào đường vành đai 3 đi tới đâu và kết nối vào những cái vị trí nào, mặc dù vẫn còn nhiều cái vị trí mình chưa quay đầy đủ được. Rất mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho video này để mình có động lực quay tiếp tục ra những cái video tiếp theo. Chắc chắn là sẽ có phần tiếp theo từ phía đây sang bên Nhân Trạch và kết nối vào đường cao tốc Bến Lức Long Thành là điểm đầu của đường vành đai 3. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.